Bây giờ hôm nay anh sẽ đóng vai là học sinh, còn ý là thầy giáo nhé. Bài tập nào là cơ bản nhất nhỉ? Về đối với thủ môn Busan thì không có bay lượn như sân 11, chủ yếu là phản xạ và khép góc nhiều hướng khác nhau, lao lên 6 mét để chặn những cú sút của đối phương. Tức là phải khép góc làm dạ. Hẹp góc sút đây đúng không? Đúng rồi, phải di chuyển, phải khuỵu người. Đây. Dạ. Như này. Những bài tập thì rất là khó. Cái động tác này có vẻ mỏi nhỉ? Dạ, phải tập là, nhiều không? Rất là mỏi. Thế bây giờ anh em mình làm thử nhá. Dạ. Khuỵu. Dạ. Thế có được không? Chân dạ. Của anh hình như là chân... bị chạm rồi đúng không? Dạ. Chân là nghĩa là không được chạm đúng không? Dạ. Chỉ được như này thôi đúng không? Những động tác này có khi khuỵu nhưng mà họ lúc đối phương đá bóng thì có thể dùng ngực vô mặt. Anh cảm giác là tập như này nhiều là có khi chuột rút ấy. Dạ. Bởi vì cảm giác cái cơ nó căng lắm, đúng không? Như trước khi tập phải khởi động được căng cơ rất là nhiều. Lúc vào gôn thì sẽ có nhiều hướng khác nhau. Mình sẽ chụp góc này. À. Rất là khó. Như chim ấy nhỉ? Mệt không? Em còn mệt nữa là anh. Thôi có lẽ là mình ngồi trò chuyện tiếp đi. Thì anh cũng mặc dù là mới chỉ tập một vài động tác cơ bản thôi nhưng mà anh cũng cảm thấy là thấm mệt rồi đấy. Thực sự là rất mỏi.